Hello boy. Đâu? Nhà boy hôm nay đi chùa. Chùa Sư Độ rất đông. Đông quá, theo lạc đấy nha, theo lạc đấy đúng rồi. Tham gia hát này hơi bị mệt.
tràn rồi chứ. Đứng đó thôi con, đừng có lên nữa. Mấy có tuổi rồi mới che à. Chụp hình bác làm sao mà thấy cháu được. Rồi xuống đi con. Rồi.